Vâng, xin chào bà con. Hôm nay là một ngày thật là đẹp trời phải không bà con? Xin chào anh Đức. Hôm nay đoàn chúng tôi đang đến tại cái địa điểm mà anh Đức đang triển khai một chương trình thiện nguyện rất là lớn cho đoàn cá. Xin được phép hỏi anh Đức như thế này: mình là đoàn thiện nguyện nào và cái xuất phát từ cái quan điểm nào và những cái hình thức thiện nguyện của đoàn mình như thế nào? Anh Đức có thể chia sẻ với chúng tôi được không? Rồi, cũng chào tất cả mọi người đang theo dõi. Mình là Văn Đức, trưởng nhóm bọn thiện nguyện Văn Đức ở Thăng Bình. Nhóm mình hoạt động thiện nguyện thì cũng rất là lâu, nhưng thường thường là đến với các đồng bào ở vùng núi xa xôi hẻo lánh, nơi những các đoàn không đến được. Nhưng hôm nay thấy ở miền Trung đau thương, cảnh vừa mất chồng, con mất mẹ, có khi cả gia đình đều mất, một cảnh đau thương. Nhìn thấy là mình cũng thấy là rất là đau lòng, nên đã cùng mọi người chung tay kêu gọi tất cả mạnh thường quân trong và ngoài nước để chung tay ủng hộ đồng bào lũ lụt miền Trung, muốn gửi gắm một thông điệp là cùng nhau san sẻ yêu thương để vơi bớt nỗi đau của những người ở miền Trung, quê của mình Quảng Trị đang phải gánh chịu. Anh Đức có thể cho biết cái hình thức mình làm là như thế nào? Với hình thức kêu gọi trên cộng đồng mạng Facebook qua 3 ngày trôi qua thì kinh phí hoạt động của nhóm đã lên tới hàng tỷ đồng. Vì có một nguồn ở sẵn ở trong thành phố Hồ Chí Minh đã tài trợ 700 triệu đồng và nhóm đang kêu gọi ủng hộ gần 300 triệu đồng để làm những món quà gửi đến bà con. Nhóm Đức đã làm hơn 1.000 hũ muối đậu trị giá hơn 30 triệu đồng và 1.000 hũ thịt tương ứng với lại 75 triệu đồng, 1.000 bánh tét tương ứng với 25 triệu đồng và 3.000 bánh chưng tương ứng với 45 triệu đồng. Đây là một con số có thể nói là khá là lớn, cùng nhau gửi đến bà con tặng tay để thay mặt tất cả mạnh thường quân đã trao tiền ủng hộ để nhóm Đức tặng tay đến tất cả vùng lũ lụt để trao yêu thương và gửi gắm tình cảm của quý mạnh thường quân đã ủng hộ. Mình thấy tinh thần của các bạn trẻ trong nhóm thiện nguyện của Đức rất là tuyệt vời. Vậy thì cái kế hoạch để hỗ trợ bà con ở miền Trung mình là như thế nào, tức là khi nào đi và đoàn dự định tặng bao nhiêu hồ ở miền Trung? Rồi, kế hoạch của nhóm Đức sẽ đi trong vòng 2 ngày 23-24 tháng 10. Ngày 23 tức là ngày thứ 6 ngày mai, nhóm Đức sẽ đến với bà con tại huyện Phong Điền ở Thế Cao 200 suất. Ngày 24 sẽ đến với huyện Hải Lăng của tỉnh Quảng Trị để trao cho bà con 700 suất, và bên Đức đang làm hiện tại dư 300 suất là vô một nhà, để ra đó những nơi nào khó khăn cần thiết mà không có danh sách thì nhóm Đức sẽ phát thêm 300 suất nữa. Tổng cả chuyến đi của chương trình sẽ là 1.000 suất. Vâng, cảm ơn anh Đức đã chia sẻ với chúng tôi nha. Thay mặt những người theo dõi cũng như người xem video này, kính chúc đoàn của Phan Đức lên đường mạnh khỏe vào ngày mai. Chúc các bạn thành công và đặc biệt chúc các bạn an toàn và sức khỏe. Rồi, cảm ơn anh Đức nhiều. Dạ rồi. Vâng, thưa quý vị, chúng tôi vừa thực hiện một cuộc phỏng vấn ngắn với nhóm thiện nguyện Phan Đức. Anh Đức có vẻ rất là hồi hộp khi chia sẻ, nhưng khi làm thì anh ta làm rất là mạnh mẽ. Và anh ta đã có khả năng kêu gọi với một số tiền tài trợ rất là lớn, thưa quý vị. Anh Đức, kỹ năng của anh ấy làm thiện nguyện rất là tốt. Và như vậy là cái nhóm của anh được rất là nhiều người biết, đặc biệt là một số Việt Kiều quốc tế đã tham gia ủng hộ cùng anh Đức. Vậy bà con ơi, bà con cùng vào kênh của chúng tôi đăng ký xem và cùng vào nhóm của anh Phan Đức để chia sẻ, lan tỏa những cái tinh thần này quý vị nha. Nếu quý vị ở Quảng Nam, quý vị ở Đà Nẵng thì quý vị có thể dành chút thời gian hoặc là đóng góp cùng nhóm của Phan Đức, hoặc là vào đây để tham gia cái hoạt động nấu ăn này. Nó rất là hấp dẫn, nó rất là thú vị. Thì hôm nay bà con thấy đây, đoàn chúng ta đang tập trung tại Ủy ban Nhân dân, trước Ủy ban Nhân dân Việt Minh, và các anh chị đang là háo hức làm. Ở Thăng Bình cũng có một nhóm làm bánh chưng bánh tét, làm muối đậu rất là hoành tráng ở trong đó, và chúng tôi sẽ tiếp tục chia sẻ đến quý vị trong thời gian đến các cái video clip hay hơn nữa. Xin quý vị cùng lan tỏa tinh thần này với chúng tôi, và xin chúc quý vị một ngày thật là hạnh phúc, bình an cùng gia đình. Hãy lan tỏa yêu thương, đó chính là thông điệp mà chúng tôi muốn gửi đến với
quý vị với bà con trong ngày hôm nay. Vậy chúng tôi xin cảm ơn và chúng tôi sẽ tiếp tục ghi hình các cái hoạt động thiện nguyện của đoàn Anh Phan Đức và gửi đến quý vị trong thời gian sớm nhất. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong thời gian ngày hôm nay thôi. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều ha.